Chào mừng quý vị và các bạn đến với bài tĩnh nguyện phiên bản ghi âm được thực hiện bởi mục vụ Lời Sống Hàng Ngày. Bài suy gẫm hôm nay của chúng ta có tựa đề Lắng nghe và học hỏi, dựa trên phân đoạn Kinh Thánh nền tảng được chép trong Gia Cơ chương 1, từ câu 19 đến câu 27. Thưa anh em yêu dấu của tôi, anh em phải biết điều này. Mọi người đều phải mau nghe, chậm nói, chậm giận, vì cơn giận của loài người không thực hiện sự công chính của Đức Chúa Trời. Vậy hãy loại bỏ mọi điều ô uế và gian ác đang lan tràn, lấy lòng nhu mì tiếp nhận lời đã trồng trong anh em, là lời có thể cứu chuộc linh hồn anh em. Hãy làm theo lời, chớ lấy nghe làm đủ mà lừa dối mình. Vì nếu người nào nghe lời mà không làm theo, thì giống như người kia soi mặt mình trong gương, ngắm rồi bỏ đi và quên ngay mặt mình như thế nào. Nhưng người nào xem xét kỹ càng luật pháp toàn hảo này, là luật pháp đem lại sự tự do và bền tâm suy xét, không phải chỉ nghe rồi quên đi, nhưng thực hành luật đó, thì sẽ được phước trong công việc mình. Nếu có ai tưởng mình là người tin đạo mà không kiềm giữ lưỡi mình, nhưng tự dối lòng mình, thì sự tin đạo của người ấy thật vô ích. Sự tin đạo thuần khiết, không hoen ố trước mặt Đức Chúa Trời, Cha chúng ta, là thăm viếng trẻ mồ côi, người quá bụa trong cơn hoạn nạn của họ và giữ mình khỏi sự ô uế của thế gian. Và câu Kinh Thánh hôm nay chúng ta cần ghi nhớ được chép trong Gia Cơ chương 1 câu 19. Mọi người đều phải mau nghe, chậm nói, chậm giận. Ở một bên đường, người chủ nhà trưng bày trong sân của mình một quả bóng bay khổng lồ hình con đại bàng đầu trắng, choàng lá cờ Mỹ. Một chiếc xe tải lớn đậu ở lối vào. Cửa sổ bên hông của chiếc xe được vẽ hình lá cờ và ở phần cản phía đuôi thì dán đầy những hình bày tỏ lòng yêu nước. Đối diện ngay bên kia đường, trong sân của người hàng xóm, có các tấm bảng với những câu khẩu hiệu cho những vấn đề công bằng xã hội hiện thời trên báo chí. Chúng ta có thể thắc mắc, những người sống ở hai ngôi nhà này là bạn hay thù? Có khi nào cả hai gia đình đều là người tin Chúa Giê-xu không? Chúa kêu gọi chúng ta sống theo lời của Gia Cơ chương 1 câu 19. Mọi người đều phải mau nghe, chậm nói, chậm giận. Chúng ta rất thường cố chấp giữ khư khư ý kiến của mình mà không chịu suy xét ý kiến của người khác. Sách Dạy Nghĩa Kinh Thánh của Matthew Henry viết, chúng ta nên mau nghe lý lẽ và sự thật từ mọi phía và hãy chậm nói. Và khi nói thì đừng nên đi kèm sự phẫn nộ. Ai đó đã từng nói, việc học đòi hỏi phải lắng nghe. Những lời thực tiễn từ Chúa trong sách Gia Cơ chỉ có thể đạt được khi chúng ta được đầy dẫy Thánh Linh Ngài và biết tôn trọng người khác. Ngài sẵn sàng giúp chúng ta thay đổi tấm lòng và thái độ của mình. Chúng ta có thể mở lòng để lắng nghe và học hỏi không? Chúa muốn bạn thực hành Gia Cơ chương 1 như thế nào? Bạn cần phải lắng nghe ai? Chúng ta cùng nhau cầu nguyện. Lạy Chúa, Ngài biết rõ con. Đôi lúc con rất cố chấp. Xin giúp con mau nghe và chậm nói. Amen. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe phiên bản ghi âm bài tĩnh nguyện hôm nay. Chương trình được thực hiện bởi mục vụ Lời Sống Hàng Ngày.